các bạn trở lại với Quang Trung, các bạn trở lại Phan Phong và người trong giang hồ. Thì các bạn, là ngày hôm qua mình phản biện cái video gì năm cái lượng cái vụ pháp lý, rồi Phan Phong lên thách thức, rồi hẹn anh em YouTuber ra rồi gặp mặt đồ ghê lắm, hẹn ở viện kiểm sát nhân dân gì đó, rồi sau đổi lại quận 8. Thì các bạn, là mình nói tới xíu về cái video mới nhất Phan Phong, và mình ra cái video thì Phan Phong vài tiếng hồ sau cũng có lên như livestream video gì đó, có ra một cái video có cái tựa đề là hãy dừng lại trước khi có thêm sự mất mát. Thì các bạn, hôm nay mình cũng chia sẻ về cái vấn đề là trong cái video này thì Phan Phong cũng giống như là cầu xin cộng đồng mạng, đại khái là Phan Đinh Lan, hãy dừng lại câu chuyện này kia. Thì các bạn, là trước hết thì mình sẽ cho các bạn thấy trên cái TV này là những cái tấm hình mình hôm nay muốn vạch mặt Phan Phong thằng bán rau. Mình cho các bạn thấy là cái người này là lưu manh giả danh trí thức. Cái người này là xạo thật và lưu manh thật. Cái hôm qua đó, các bạn, là cái bữa hẹn mà hẹn anh ta đổi cái địa điểm, anh ta hẹn ở quận 8 đó, là anh ta đem theo giang hồ, anh ta kêu giang hồ ra nữa. Các bạn, là họ cũng đã lên clip, bữa đó họ cũng đã lên clip chứ không phải là không. Mình cũng thấy, nhưng mà mình không có những cái tấm hình cụ thể. Thì hôm nay á, là mình có được những cái tấm hình cụ thể. Thì các bạn cứ coi trên cái TV này là những cái hình mà những cái người mà xã hội đen đó. Thì bữa đó đó là khi mà Phan, cái lý do tại sao ở đây Phan Phong đổi cái địa điểm là cái lý do các bạn, là anh ta, tức là những cái người xã hội đen này đâm thuê chém mướn gì đó mình không biết, thì những người xã hội đen này là muốn ở ngay cái khu vực đó, ở quận 8, cái quán cà phê nào đó. Đó là lý do tại sao là anh ta đổi cái địa điểm ngày hôm qua, anh ta lên cái tab cộng đồng, tức là community tab ở trên YouTube, để anh ta đổi. Thì ở đây nè, các bạn nhìn đó, cái hình đó đó, thì đó là những cái gì mà chứng minh được thằng bán rau và Phan Phong là lưu manh giả danh trí thức. Ở đây mình nói thật, mấy bữa trước thì anh ta lên hùng hổ là cái thách thức đồ, hẹn ra gặp đồ, nói ghê lắm. Hôm nay thì cái video này thì các bạn, là hiền ông nội Phong này khi thì nóng nhảy bẩn lên, khi thì xìu xuống, mình không biết ông này khi nắng khi mưa, khi cao khi thấp, mình không có lường trước được. Đó là cái lý do tại sao đó, là lúc đầu nói là thôi dừng câu chuyện đi, xong cái đùng cái đầu là chắc nhìn thấy mấy cái tấm hình mình ứa gan, phải không, kêu thằng ra bán rau lên công kích Đinh Lan, hóa mạ Đinh Lan, rồi bà song song đó, rồi bà nhà giáo đồ lên la sùm, rồi cái đầu của thằng bán rau lên xin lỗi. Rồi hôm nay là mình đọc vài cái về pháp lý và cái vụ cái gì năm rồi này kia đó, rồi lên cái video rồi xìu xuống lại. Và các bạn, là trong những cái lời nói đó, nó giống như là đang cầu xin. Thì các bạn, mình thì mình nói một lần nữa là không dí người tới cùng. Nếu mà thật sự ra, nếu mà anh ta muốn ngừng cái câu chuyện, mình thì vô tư thôi à. Miễn sao đừng có ai công kích Linh Lan thì mình sẽ không có công kích lại, và cũng không có nói lại, và cũng không có lên video, cũng như mình đã nói trong vài cái các video kia. Mình nói là mình sẽ, cái bảo vệ ở đây, bảo vệ Linh Lan ở đây ấy, là bảo vệ cho cái sự thật, bảo vệ cho cái công bằng và cái lẽ phải, hành hiệp trượng nghĩa, chứ không phải là bảo vệ vì cái mục đích cá nhân. Nếu ok, nếu mà Linh Lan mà có làm sai, Linh Lan mà có lên công kích bà nhà giáo, mình thí dụ thôi, hoặc là Linh Lan có cái làm gì mà cái việc gì mà sai trái đó, hoặc là nó thiếu đạo đức đó, thì mình cũng lên, mình cũng nói. Nhưng Linh Lan từ cái ngày đầu mình làm video tới giờ, Linh Lan không hề nói gì, không hề công kích gì. Mình chỉ thấy là trên các video, từ cái video mà trước khi cái vụ này nó nhảy sóng nữa, là mình thấy Linh Lan á, qua những cái lời nói, qua cái lời ăn tiếng nói đó, Linh Lan rất là lịch sự, rất là tao nhã, tế nhị, và rất là đàng hoàng, và người có đạo đức chứ không phải là không. Có đạo đức ở đây là mình nhìn vào cái hành vi của Linh Lan, cái lời nói và việc làm. Cái cử chỉ cũng vậy các bạn. Người ta nói Linh Lan là cái này cái kia, làm gái phò gì tám kiểu. Mình thấy là hai người này rất là hiền. Linh Lan á, với một cái tư cách mà ngồi của cô ta nó cũng lịch sự nữa. Nếu mà cái người mà thí dụ đi, hầu như mình ở đây mình không nói hết, nhưng mà hầu như là những cái người mà họ để mình cho cái tên là gái ăn chơi đi. Gái ăn chơi á, thì các bạn, là cái tư cách không có giống Linh Lan đâu. Cái cách ngồi, cách đi, cách đứng, cách nói không có giống như vậy đâu. Gái ăn chơi họ rất là dữ. Bởi vì tại sao? Thường á, ở đây mình không nói hết, cũng có người tốt, người xấu chứ không phải không, nhưng mà thường á là gái ăn chơi đó,
bà nhà giáo mà lên công kích kiểu đó hả, à, con Jerry Đặng hay là Phạm Thanh Thảo mà lên chơi kiểu đó hả, là gái ăn chơi mà. Các bạn ở trong nhân gian có câu là trai giang hồ gặp gái ăn chơi, gái ăn chơi mà ai mà đụng nó hả, đánh cho tới luôn, nó quất cho tới luôn cái nó tha. Còn thấy Linh Lan không, Linh Lan có nói gì đâu, người ta lên người ta nói Linh Lan này, nhất là cái khởi đầu là cái con Phạm Thanh Thảo đó, rồi con chơi sau này con chơi đi Đặng đó, rồi mình chưa nói là cái đám phốt, cái đám bóc phốt trên Facebook nha, mình chưa nói cái đám đó nữa. Cái đám nó cũng hài lắm, họ lên họ nói Linh Lan thậm tệ, nhưng mà Linh Lan có bóc phốt lại không, Linh Lan có lập cái nhóm nào mà để bóc phốt lại không, Linh Lan có lên video nói cái gì không, hoặc là kêu những YouTuber hãy làm này làm kia, không bao giờ Linh Lan chưa bao giờ lên tiếng. Và mình thật sự cho tới bây giờ mình không biết Linh Lan là ai nữa, mình chỉ lên là mình đính chính và mình nói cho cái đạo nghĩa thôi, cái nghĩa khí thôi, hành hiệp trượng nghĩa thôi, và nói lên cái sự chính nghĩa của trong cái xã hội, đặc biệt là xã hội mạng. Cái mạng xã hội bây giờ là các bạn là nó như vậy, mình không làm được cái này nhưng mà mình làm được cái kia và mình công bằng. Cũng nói thật ra là mình cũng không có nói gì công kích gì bà giá, và cũng không ai công kích gì. Ok, những cái kênh khác họ có nói gì mình không biết, nhưng mà những cái kênh mình biết và kênh mình thì ở đây là vạch mặt phơi bày ra những cái gì mà bà giáo nói sai, chứ không có ai mà bôi nhọ sỉ nhục gì bà giáo. Thì trong cái video này các bạn là Phan Phong, thì các bạn coi cái vụ mà tụi đem đem giang hồ tới đó, thì các bạn coi những cái tấm hình đi. Vậy mà trong cái video này Phan Phong nói là, tức là anh này thì cái chiêu mà đổ đổ họ đổ đổ thừa rồi, cái chiêu là pháp lý. Thì mình nói rồi, 10 cái video, hết 11 cái video nói về pháp lý rồi, giờ nói về luật sư rồi, nhúng tay vô, lát nữa mình sẽ trở về cái video đó. Thì các bạn đó, thì các bạn coi cái những cái tấm hình đó đó, kêu giang hồ tới ngồi sắp xếp rồi kia, coi như là set up gài đặt hết, phải không? Bắt đầu là dụ bên kia tới, đổi cái địa điểm dụ bên bên bánh mì rồi này kia đó, chuyện chuyện đời thường đồ tới để kiểu mà để ấy luôn đó. Nhưng mà bị vỡ mộng, bị tan. Cái tuồng kịch, cái set đặt, cái gài đặt của anh ta đó đã bị toang, không được như ý muốn. Rồi bây giờ là các bạn là cộng đồng mạng lên thấy như vậy, cộng đồng mạng chỉ trích, cộng đồng mạng cũng lên nói. Bây giờ sợ quá, tối hôm qua lên cái video kiểu mà giống như là tự tự bào chữa mình, tự đính chính cho mình vậy đó. Trong cái video mới nhất các bạn thấy đó, nếu mà mình là một người ăn học, lúc nào mình cũng nói là mình là một người người cao thượng ăn học. Rồi nào là văn văn thơ, rồi nào là chữ nghĩa đồ này kia, rồi quyền chức đồ lung tung. Nhưng mà các bạn thấy đó, với cái thái độ như vậy có giống người ăn học không, có giống người chính nghĩa không? Người ăn học, người chính nghĩa kéo giang hồ tới à? Ủa chơi kỳ vậy? Đó là các bạn đó thấy kéo xã hội đen tới không? Các bạn thấy những cái tấm hình đó không, rõ ràng là những người xã hội đen. Các bạn thấy là những người ăn học, những người học cao hiểu rộng. Lúc nào anh ta cho anh ta là một một người cao thượng, phe nhà giáo, nhà có giáo dục, nhà có giáo dục mà đi chơi với sao đen, kéo sao đen tới. Lý do các bạn là đổi địa điểm kéo sao đen tới, sắp xếp hết rồi, người ăn học vậy hả? Có phải là lưu manh giả danh trí thức không? Nếu là người ăn học, người mà các bạn là người có trí thức đó, văn minh đó, thì họ không có làm vậy. Giống như là các bạn là cái xứ nước ngoài này đó, cái xứ văn minh đó, thì họ không có làm như vậy, không có khách, không chơi với sao đen này, kéo sao đen tới. Cái chuyện bây giờ ai sợ hay không sợ cái đó mình không nói đi, nhưng mà với cái hành động như vậy đó thì các bạn đủ hiểu là cái con người này, con người Phan Phong này với thằng bán rau này nó giả dối cỡ nào. Rồi các bạn là vừa qua thằng hôm qua kia thằng bán rau hôm thời như tối hôm qua bán rau lên còn công kích người này, công kích người kia, công kích kênh của bánh mì, rồi công kích này công kích kia, nó nói lung tung hết đó. Các bạn thấy là tụi nó nói là chính nghĩa nè, phe chính nghĩa đó, chính nghĩa đâu mình không thấy, mình thấy toàn là lưu manh không à. Thì các bạn mình trở về cái video, thì các bạn là cái video ngày hôm qua thì anh ta nói là hãy dừng lại trước khi có thêm sự mất mát. Thì cái video này là anh ta tự bào chữa cho mình cái vấn đề ngày hôm qua anh ta hẹn hò này kia đó, thách thức rồi hẹn hò cái vụ bà Diệm Năm này kia đó. Thì ở đây anh ta nói là chúng tôi tôn trọng pháp luật và sẽ không có làm như vậy. Ở đây mình nói là nếu mà mấy anh tôn trọng pháp luật, mấy anh không có làm như vậy thì mấy anh không có mang những cái người mà xã hội đen nó tới, những cái đám người đó tới. Cái lý do ngày hôm qua anh ta nói là anh ta sợ về cái vấn đề là ôn dịch,
an toàn cho cộng đồng. Nhưng mà ở trong cái video ngày hôm qua và trong những cái tấm hình đó các bạn thấy đó, có ai đeo khẩu trang hay không? Kéo nguyên đám người đó tụ tập như vậy, đó cũng là phạm luật rồi. Phạm cái luật mà các bạn là cái luật cách ly của bên bình ổn dịch đó. Ở trong cái video ở trong đó các bạn thấy nó không có ai mà mang khẩu trang. Các anh giang hồ đó, các anh xã hội đen thứ dữ đó, không có ai mà mang khẩu trang. Vậy tại sao là đưa ra cái cớ là bên kia là hẹn ở ngay viện kiểm soát nhân dân đó, hẹn bên đó là về vấn đề ôn dịch, không có tới chỗ đó, tới chỗ khác. Cái vấn đề bây giờ anh ta nói anh ta sẽ không có làm như vậy, ý anh ta nói cái ngày cái video ngày hôm qua, anh phản biện lại, tức là anh ta nói ý anh ta nói là anh ta ý của bên phe của anh là cũng như vậy đó, ra để bàn tán rồi coi như cái sự việc này nó nên ngưng hay là nó nên dừng hay là gì đó. Nhưng mà trong thực tế thì hôm qua đó là hai người này các bạn là sợ mới kêu xã hội đen tới, mới kêu cái nhóm người đó tới. Chỉ có những người sợ cho nên họ mới mướn những cái đám người xã hội đen đó, cái đám đâm thuê chém mướn đó tới, một là để bảo vệ, hai là để gì đó. Vì sợ bánh mì với chuyện đời thường với là lang thang, cho nên nó mới kêu mấy cái đám nó tới để kiểu mà giống như bảo vệ vậy đó. Giống như các bạn là có các bạn thấy á, những cái trường hợp mà họ kêu xã hội đen kêu bảo vệ tới, tức là những người mà ở đằng sau để bảo vệ vậy đó, các bạn thấy đó, kêu những người đó tới đồ ngồi xung quanh hết á. Trong các tấm hình đó thì mình cũng có gạch, mình có gạch cho các bạn thấy. Ở đây á, mình muốn vạch cái mặt ra, một vạch cái mặt là gọi là mặt của Phan Phong với thằng bán rau lưu manh giả danh trí thức đó. Thì bây giờ các bạn cứ thấy đi, fan bên đó các bạn á, fan bên đó là hầu như là kiểu mà ghét Đinh Lan vô cớ. Ghét Đinh Lan vô cớ là như thế nào? Tức là họ không có cái cớ nào hết, họ chỉ thù vặt, họ ghét vặt vậy thôi. Họ cứ nghe một chiều, họ không có nghe hai chiều. Bởi vì những cái người đó là hầu như là những cái người mà họ tự cao, những người bên phe của cái khán giả của Phan Phong đó, fan cuồng của nó là những người mà họ tự cao, khinh người. Họ cho rằng là Đinh Lan này, Đinh Lan kia, gia đình Đinh Lan vậy, gia đình Đinh Lan kia, quá khứ này, quá khứ kia. Bên đó các bạn biết không, là đa số hầu như là mấy cái thằng mà mấy thằng bên Mỹ nó chống cộng không ạ. Mấy nó chống cộng mà nó vô nó đánh tâm lý mình nè, nó đánh tâm lý mình. Nhưng mà xin lỗi nha, khó đánh tâm lý mình lắm. Nói ra mình biết nó muốn cái gì và nó nói nó làm cái gì rồi. Thì các bạn là đó, thì các bạn là cái người này á làm vậy là sai. Ok, cũng là phạm pháp. Anh làm cái gì mà anh kéo băng kéo bày, kéo băng kéo đảng tới, kéo băng giống như cái này giống băng đảng rồi, để làm cái gì? Thằng bán rau á, lúc đó các bạn mới hơn, nó lên nó live, nó còn hùng hồ, nó như là phe của Hồng Hưng ở bên Hồng Kông gì đó, nó tôn trọng luật pháp vậy. Tại sao nó kéo băng đảng đồ tới bảo vệ đồ, thấy ghê quá vậy. Fan của nó các bạn, fan của nó vô kênh mình. Lúc đó là cái ngày hôm qua mình lên là thấy là fan của nó vô kênh mình, nói là bên phe của bánh mì, bên phe Linh Lan đó sợ không dám tới. Nếu mà nó nói là nó không có làm như vậy và nó không muốn làm như vậy, nó tôn trọng luật pháp, vậy tại sao là fan của nó, những cái fan cứng fan cuồng, fan cứng fan cuồng nó vô kênh mình nói là phe của Linh Lan sợ quá không có tới. Vậy nếu mà không có cái ý đồ mà đem mà băng đảng tới giải quyết đó, tức là cái này giống như đem băng đảng tới giải quyết rồi, vậy tại sao fan của nó vô nói như vậy? Các bạn cứ suy ngẫm đi. Fan của nó vô ý là fan của nó nói là mày thấy không, phe của tao Phan Phong đem băng đảng tới đó, tụi mày sợ tụi mày không tới. Thì các bạn suy ngẫm, các bạn dân trí thức, các bạn học cao hiểu rộng, thì mình nói cho các bạn hiểu rồi. Fan của mấy người đó đó, mình có lẽ là cũng là mấy người cũng là bọn nó luôn đó. Vì các bạn là nick á, nick nó giả nick này nick kia thường lắm. Ở trên Google, Facebook nhiều khi có người có 5-7 nick lận. Thì ở đây mình cũng nói luôn là các bạn, là mình cũng nhắc lại các bạn, thì những cái tin nhắn của Linh Lan cũng vậy nữa, tin nhắn hay tin gì Vân Quang Long á, nó lên nó ăn cắp cái tấm hình của Vân Quang Long, nó lập ra một cái nick để Vân Quang Long. Mình thí dụ nha, nó lên nó ăn cắp hình của Linh Lan, nó lập ra nick Linh Lan, bắt đầu cái hai cái máy nó cầm hai điện thoại, nó test với nhau, xong rồi nó chụp ảnh xong rồi nó bỏ lên, nó bóc phốt, nó chơi cái màn như vậy nữa. Thời buổi bây giờ là một người có 2-3 cái phone là chuyện thường, đúng không? Ở trong nước cũng vậy, mình biết cộng đồng mạng và người dân trong nước
họ cũng có hai ba cái phone là cái chuyện thường. Cái thời buổi bây giờ nó phải như không, cái thời không phải như thời chiến tranh, cho nên nó cầm hai phone nó giả nick, nó làm các bạn có nhiều người họ rảnh như vậy lắm, cho nên khó nói lắm. Rồi đó là các bạn thấy nó nói là nó không có làm như vậy, tôn trọng luật pháp, nó kéo đó, nó kéo băng đảng tới đó. Đó bây giờ trả lời làm sao, những cái tấm hình đó trả lời làm sao, đó có phải băng đảng không, nhìn đi có phải băng đảng, các bạn cứ coi là cái tấm hình đó, trở lại coi cái hình đó có phải băng đảng không. Vậy ai là cái người mà cổ xí cho cái câu chuyện này, Phan Phong bán thằng bán rau hay là Phe Đinh Lan? Mình thấy ở đây là Phan Phong là người cổ xí, vì anh ta lên hầu như là những cái video này kia và những cái bài viết trên Facebook của anh ta đó là anh ta đang công kích, anh ta đang công kích và khởi sự, nó gọi là instigate đó. Nó khởi sự lại cái câu chuyện, thay vì cái bữa đó anh ta im luôn đi, đừng nói gì hết, bà nhà giáo im đi đừng nói gì hết, thằng bán rau im luôn đừng có chửi Linh Lan. Nó gọi nó nói Linh Lan, nó lên nó bôi nhọ anh Lan là gì, làm gái ba đời rồi lên xin lỗi. Tại sao người ta đã cũng đã im rồi, cũng hình như là mình nghĩ là một ngày hai ngày vậy đó, cũng đã im hết rồi, rồi cũng chính tụi nó bắt đầu khởi sự chứ đâu, chứ ở đây các bạn là ở đây bên Phe Đinh Lan không có ai mà làm như vậy. Các bạn cứ nhìn đi, cứ xem những các video họ chỉ quay những cái giống như là nhà Linh Lan rồi nhậu nhẹt đồ này kia thôi à, rồi Linh Lan năn nỉ cộng đồng mạng là thôi dừng cái câu chuyện này đi, đừng có ném đá bà nhà giáo này kia nữa. Nhưng mà cái vấn đề là bà nhà giáo thì có cái bà nhà giáo thâu những cái âm, thâu những cái video lên cũng công kích lần nữa. Ở đây bên Phe Linh Lan và cái kênh mình cũng không có cấm và cũng không có ép và cũng không có tức là không có công kích trước ai hết á. Người ta công kích Linh Lan rồi rồi Phe này lên bào chữa, Phe này lên giống như là phản kháng thôi, kháng cự rồi phản kháng lại thôi. Chứ bên các bạn thấy đó, những cái kênh của Phe Linh Lan có ai mà nói gì không? Hồi trước á thì có cái thằng Lâm miền Tây rồi có một hai người đó, họ họ hơi quá lời, nhưng mà cái chuyện đó bây giờ mình khuyên răn vậy thôi, mình chỉ nói giống như là khuyên răn thôi, anh em khuyên răn nhau thôi, còn cái chuyện mà bên nó nghe không đó là chuyện của cái quyền của người ta, thì mình không phải là gì của người ta, cũng là người làm YouTube thôi, người lên nói cho cái đạo lý, nói cho cái chính nghĩa thôi. Thì ở đây là ok, bây giờ trong cái video này Phan Phong cũng các bạn là cũng nói về cái vấn đề là cũng như là cầu xin như vậy đó, cũng có cầu xin thôi bỏ qua. Ở đây từ gì vậy nè, khi mà nói bỏ qua, khi mà nói tức là mình phải thẳng thắn rõ ràng ở đâu đó, chứ không phải lên cứ bắt đầu là nói bóng nói gió xong rồi đổ thừa, nói bóng nói gió xong đổ thừa xong rồi hù hù thưa kiện hù luật sư này kia. Bây giờ Phan Phong lên giảm giải hòa hay là như thế nào, bởi vì là ngày hôm qua là kéo băng đảng tới là thấy sai rồi, Phan Phong sai rồi, sai 100%, sai hoàn toàn luôn. Cái video hôm qua đó mình không có nhắc, cái video hôm qua là mình chỉ phản biện lại những cái gì mà những cái vấn đề với câu chuyện ở nhà dì Năm thôi, và những cái pháp lý về cái xứ pháp lý. Rồi á là mình có người đưa đưa những cái tấm hình và mình coi lại cái video thì mình thấy đúng là Phan Phong có đem băng đảng tới, thì những cái tấm hình này là cho các bạn thấy đó. Mình coi cái livestream của bán rau đó mình thấy, và có người chụp lại những cái đó. Vậy là Phan Phong mới lên, bây giờ lên đổ thừa, bây giờ lên năn nỉ cho bà nhà giáo. Ở đây là không ai công kích bà nhà giáo, tại vì là người ta không có thừa nhận và không có chấp nhận những cái sự thật, vì sự thật là nó như vậy, vì họ không chấp nhận thì họ bị đau, họ bị áy náy thôi. Thường là các bạn thấy là sự thật thì nó đau lòng, thì ở đây sự thật cho nên bà nhà giáo mới đau lòng. Thì biết như vậy rồi thì thôi im im đi, nín đi, không cũng lên, cũng lên cũng muốn nói lắm. Mình ở trong cái video mà bà nhà giáo thâu âm và trong cái video của Estam TV đó, mình thấy bà nhà giáo muốn nói nhiều lắm, muốn nói nhiều lắm, nhưng mà các bạn thấy là anh Estam đó anh hạn chế. Ở đây Estam làm như vậy không phải là không phải là sai đâu, anh Estam làm việc cũng là đúng, vì anh ta không có muốn người ta công kích bả nữa. Những cái lời của bả nói trong những cái video của anh Estam đó là những cái lời đó đó là không có nên nói, tức là những cái lời công kích bôi nhọ Linh Lan hoặc là nói sai một cái gì đó, cho nên anh Stan TV anh mới nói anh mới cắt mấy cái đó ra. Thì hôm qua mình nói đó là
những cái gì mà bả công kích á, cái video, hai cái video mới nhất đó là những cái gì bả muốn nói trong các cái video của bán rau Phan Phong và Estam. Thì nhưng mà Estam á, thì Estam á là lanh lợi hơn, cắt cái đó đi, không cho cộng đồng mạng nghe. Bây giờ cộng đồng mạng nghe nó người ta nổi sùng nữa sao? Còn Phan Phong á, Phan Phong nói theo cái kiểu mà các bạn là nói theo cái kiểu giống như là điêu ngoa quá, lâu cá đó, gọi là lâu cá quá, cho nên nó là nó còn gây rắc rối và phiền phức cho bà ông bà nhà giáo hơn nữa. Nếu ở đây mình nói là nếu mà Phan Phong ok đúng binh vực cho người lớn tuổi không có sai, không có sai, cũng là cái việc tốt, cái việc đạo đức, nhưng binh vực đứng lên cho người phụ nữ mềm yếu có một đứa con và người phụ nữ cũng tầm cái tuổi cô chú cô dì mình rồi thì cũng là không có sai. Tại vì là bà nhà giáo bà bị ảnh hưởng hoặc là bà bị tổn thất gì đó, thì bên Linh Lan và dì Tám của Linh Lan cũng bị ảnh hưởng tổn thất vậy. Trong khi là bên phe của Linh Lan không có nói cái gì nặng lời với bà nhà giáo, họ chỉ phơi bày những sự thật ra thôi. Nhưng mà cái sự thật đó đó nó đau lòng, cho nên ông bà nhà giáo không có chấp nhận, không có thừa nhận. Vì tại sao? Vì ông bà nhà giáo nghĩ rằng mình là cái người học cao hiểu rộng, là một nhà giáo, tại sao phải mang những cái thị phi đó và mang cái tai tiếng đó. Cho nên ông bà nhà giáo mới cảm thấy đau lòng, cảm thấy đau khổ. Nhưng mà thực tế ra là những cái câu chuyện này là do ông bà giáo dựng lên hết lúc ban đầu. Ở đây là mình cũng không có muốn tiếp những cái câu chuyện giống như là các bạn là nối tiếp những cái câu chuyện này. Ở đây là mình phân tích cho quý ông bà cho em hiểu là cũng như một cái bài học cho xã hội, cho mạng xã hội, cho về sau, cho những người khác mà nếu có bị lâm vào những cái cảnh tương tự như vậy cũng là một cái bài học. Chứ đừng có nói là những cái video nào, ở đây mình không khinh thường ai, mình không có giống như mấy cái thằng chống cộng cực đoan mở miệng ra là khinh thường thằng này, khinh thường thằng kia. Ở đây mình nói nè, ông bà nhà giáo á, là mình nói một lần nữa, không có thừa nhận và không có chấp nhận và không có thể chấp nhận được. Bởi vì cái danh dự và cái tiếng tăm của mình, còn nếu mà chấp nhận những cái sự này á, cái sự thật này á, cái sự thật đau lòng mà chấp nhận sự thật á, nó mất đi cái tai tiếng, nó bị tai tiếng và nó mất đi cái danh dự, cho nên ông bà nhà giáo không có thể nào được. Đó là nó gây ra cái sự mà tổn thất tinh thần. Tại sao bên Linh Lan ok, Linh Lan lên khóc không sao, dì Tám buồn chút xíu rồi người ta bỏ qua. Bởi vì tại sao? Bởi vì người ta bỏ cái tôi ra ngoài, người ta bỏ cái danh dự ra ngoài, người ta không có màng tới cái danh dự, người ta chỉ biết sống với một cuộc sống bình thường, bình dân, vui vẻ và an lành. Đó là lý do tại sao cuộc sống của người ta đó nó an lành và nó bình yên là như vậy. Bình yên hay không á là do cái lý trí của mình, do cái tâm của mình. Cái tâm mình có bình yên không, cái lý trí mình có bình yên hay không, tại sao không vứt bỏ hết đi, vứt bỏ hết, dỡ những cái Phật pháp ra, đọc những cái kinh mà các bạn lên YouTube, thầy Thích Pháp Hòa đó cũng có những cái bài kinh mà cho các bạn hiểu thấu về đời đó, cho những người thị phi, những người đau khổ, những người khổ, thậm chí khổ vì yêu hay là yêu đương gì, thầy Thích Pháp Hòa đều có trên đó. Cứ lên đó mà nghe mà đọc, hoặc là nghe kinh cũng được, nghe tụng kinh cũng được, nó cũng thư giãn vậy. Tụng kinh cũng thư giãn, hoặc là đi nhà thờ đi để đi đọc kinh cũng thư giãn, hoặc là lên tâm sự với linh mục, tâm sự với các cha cũng thư giãn. Cứ hỏi thắc mắc gì trong đời sống, trong cuộc sống của các bạn thì cứ hỏi hỏi các thầy và các thầy sư và các cha cho linh mục đồ này kia đó, cứ hỏi họ trả lời hết á, vì họ là những người tu đạo, họ là những người tu đạo, họ cứu lấy những cái người mà đau khổ trong cái sự sống, trong cái đời sống. Thì chứ bây giờ là ông bà nhà giáo mướn hai thằng này, thằng Phan Phong với thằng bán rau, thằng Phan Phong với thằng bán rau, nó giúp được cái gì? Giúp được cho ông bà nhà giáo là chỉ có là các linh mục cha trên nhà thờ và các cao tăng đắc đạo Phật pháp đồ này kia đó, hay là thánh kinh đồ này kia đó, mấy cái đó mới giúp được cho ông bà nhà giáo. Còn Phan Phong với bán rau không có giúp được, không có giúp được. Các bạn thấy là các video đó anh ta cứ lên cứ ba qua rồi một hai rồi
bà tội bà nhà giáo quá rồi này kia, thôi mọi người này kia, còn không á luật pháp vô thì cứ nhiêu đó à. Các bạn coi 10 cái video của anh ta thì chỉ có nhiêu đó thôi, ngoài ra không có gì hết. Rồi cứ luật pháp rồi tội bà giáo, ở đây mình nói là bây giờ tội bà nhà giáo, ai tội cho Linh Lan, ai tội cho mẹ con Linh Lan và dì Tám. Bởi vì á, là mình xét lại hết rồi, mình nhìn hết rồi, trong các kênh YouTuber mình biết, những cái kênh mình đã biết đó, và kênh mình đó là không có bôi nhọ sỉ nhục gì bằng bà giáo hết, họ chỉ nói là lời thật thôi, nhưng mà lời thật thì đau lòng đó, là như vậy đó. Và ai giúp được ông bà nhà giáo thoát qua cái lâm nguy này, thoát ra qua cái đau khổ này, cái đau khổ về cái lý trí đó, cái đau khổ về cái linh hồn đó, là chỉ có là thầy thầy và cha cao tăng đắc đạo đồ thánh kinh Phật pháp đồ cái mới giúp được thôi. Bỏ xuống hết đi, bỏ xuống hết, mình giữ trong đầu làm gì cho nó cực khổ, còn không thì phải thừa nhận, mình thừa nhận, mình chấp nhận những cái sự đã thử những cái sự thật đó thì mình sửa thôi. Một câu xin lỗi nó không mất mát. Linh Lan từng xin lỗi ông bà nhà giáo, Linh Lan từng xin lỗi ông bà nhà giáo. Bây giờ thằng bán rau đó, thằng bán rau nó ác như vậy đó mà nó cũng xin lỗi Linh Lan đó. Thì bây giờ cái lời xin lỗi, bây giờ mình bỏ cái tôi mình xuống, bỏ cái tiếng tăm danh dự mình xuống, xin lỗi một câu hay là nói cái gì đó lên ngọn mạng đính chính gì đó bình thường thôi, kêu YouTuber nào tới cũng được hay là tự quay cũng được, lên nói một câu. Thì lúc đó tụi Linh Lan đã xin lỗi bà nhà giáo rất là nhiều lần chứ không phải là không, và cũng nói tốt cho bà nhà giáo và bênh vực cho bà giáo cũng cũng nhiều lắm chứ không phải là không. Thì bây giờ người ta đã làm cho mình rất là nhiều rồi, bây giờ mình làm lại cho người ta một chuyện cũng đấu sáo. Chứ còn mà cứ là cái tôi với là cái danh dự với là cái tiếng tăm đồ danh tiếng đồ kia, là những người đó sống đau khổ lắm, bị lúc nào họ cũng sợ là người này nói người kia nói, à, danh dự của mình này kia, mấy người đó sống sống theo cái kiểu đó rất là đau khổ, họ khổ cái tâm lắm, khổ tâm lắm. Còn mình đó, thằng nào bóc phốt mình, thằng nào ghé mình, thậm chí chửi mình luôn đó, mình cũng cười hề hề, nhe răng ra cười hề hề, nhe răng ra cười. Thằng nào bây giờ ai mà lên công kích hay chửi gì đó, bởi vì ngày hôm qua mình nói đó, những người chửi mình là thầy mình, còn những người khen mình là bạn mình, đó là như vậy. Trừ trừ khi trừ ra những cái người á, mà họ về 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 chính trị rồi, họ về giống như là cái kiểu mà moi móc, giống là bươi bươi mói, là thằng phân phân bán rau rồi đó, thì những cái thằng đó đó mình sẽ nói lại, và mình nói lại, mình trả lời lại cũng tùy theo người nữa. Tức là nếu mà cái người đó là một người lớn mà mình tôn trọng hay gì đó, hay là mình thấy là mình đáng đó, thì mình mới trả lời. Còn những cái đứa mà có ken ken mà hạt cát đó, xóa xóa comment hay là đừng có trả lời. Xong tại sao mình phải đôi co với mấy người đó? Thì các bạn, là trong cái video anh ta cũng nhắc lại cái vấn đề là phe Linh Lan là vì tiền, tức là các bạn thấy trong các video anh ta nói đều là nói là phe Linh Lan vì tiền. Các bạn thấy đó, phe Linh Lan vì tiền, vậy phe bên Phan Phong thằng bán rau nó vì cái gì? Vì vì làm video lên để vì cái gì? Mình không hiểu tại sao cái người này cứ nhắc tới cái này làm gì. Nếu mà chứng minh là phe bên 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 Phan Phong đó mà không vì tiền đó, thì tắt cái quảng cáo đi, hoặc là đừng đừng có làm video này nữa, đừng có làm video nữa, hoặc là bỏ YouTube, đừng có làm YouTube nữa. Làm YouTube người ta không vì view vì tiền chứ để làm gì? Đó là mình nói chuyện thực tế. Bây giờ Phan Phong dám không làm YouTube không? Bỏ YouTube hết luôn, mình cũng bỏ luôn. Bỏ làm YouTube, bây giờ là không, đừng không làm YouTube nữa, không có lập account mới hay là cái gì mới hết đó, mình bỏ. Dám chơi không? Đừng có nói mà hôm bữa các bạn biết không, hôm bữa Phan Phong nó thách thức là xóa video, xóa các video của Linh Lan. Bây giờ mình nói bây giờ xóa kênh nè, dám chơi không? Xóa xóa hết kênh của Phan Phong. Mình biết là Phan Phong nó có 3-4 kênh lận, nó có nhiều kênh lắm, mà nó nói nó không vì tiền, mình cũng thầy chạy nó luôn. Bây giờ xóa hết kênh Phan Phong, mình cũng xóa hết kênh mình, xóa kênh đó, chơi xóa video, dám không? Mình thách đó. Xóa kênh, mấy kênh của Phan Phong, 3-4 kênh nó xóa, đừng làm YouTube á, đừng có bước lên YouTube nữa, tức là bỏ YouTube luôn đi. Chứ ở đây đừng có các chục cái video mình coi lúc nào nói là về nói chung đi, bây giờ nói chung đi, là làm YouTube là kiếm tiền, mấy người này kiếm tiền, mấy người này câu view, bộ nó không câu view à, nó câu view thấy bà luôn, một mình nó mà nó có 3-4 kênh, các bạn thấy nó có hình như là 2-3 kênh hay gì đó,
mình thấy hai ba kênh gì đó, một mình nó làm hai ba kênh làm tùm lum tá lả đó, mình nó chỉ có một kênh một à. Bây giờ không có xóa video, bây giờ xóa không bước chân lên YouTube nữa, dám không? Bây giờ mình thách thức nè, phe của bên bên đằng Phan Phong á, phe bên tà giáo đó không làm YouTube nữa, phe mình không làm YouTube nữa, chơi vậy không, dám chơi không? Đừng nói xóa video, không bước chân lên YouTube nữa. Nếu là quân tử dám chơi như vậy không, mình đăng ký, mình phe Linh Lan mình đăng ký trước, mình sẽ làm thủ lãnh của cái vụ này luôn. Chơi xóa kênh chứ không có chơi xóa video, dám không? Xóa tức là xóa kênh, tức là không bước lên làm YouTube nữa, chơi vậy đó mới chơi. Còn chơi mà xóa video thôi, video đó cái view đó nó lấy tiền rồi, giờ nó xóa video đó nó đâu mất mát gì đâu, chẳng qua nó mất mát những cái video nói về cái này nói về cái kia thôi. Thằng này không có ngu đâu, xóa kênh đó dám không? Ở đó mà hù mày hù bộ đội hả? Rồi các bạn, là cái điều cuối cùng mình muốn nói là những cái vấn đề luật sư, thì anh ta nói là có, hình như là có người nào vô công kích và nói với anh ta là tại sao mày, hình như là mình là vậy đó, nhưng mà bây giờ mình trích ra cái đoạn đó là hình như có người nói là mày mướn luật sư mà tại sao giờ ta chưa thấy. Thì anh ta, đó là lý do tại sao anh ta lên anh ta nói như vậy. Thì ở đây mình nói nè, thì thằng Phan Phong đó, nó nói cũng không có sai. Cái thời gian mà ôn dịch và khi mà thư kiện ra tòa đó, nó cần cái thời gian để nó điều tra và nó coi tòa. Và cái thứ nhất ngày hôm qua mình có nói là tòa án họ có nhúng tay vào hay không, hay là họ chỉ nhận hồ sơ họ bỏ đó thôi. Vì thường là cái luật ở trong tòa án là khi mà người dân mà lên mà báo án kêu oan đó, hoặc luật sư nộp đơn thư kiện đó, thì bắt buộc tòa phải nhận. Còn cái chuyện mà xử hay không cái đó là cái chuyện mình không biết, mình vào mình sẽ không nói. Luật sư á, ở đây mình nói thẳng luôn, luật sư á, là nó chỉ ăn tiền thôi, có tiền thì cứ mướn nó làm thôi, nó làm vì tiền mà nó đâu có làm vì ở cái đó đúng hay sai, luật sư là như vậy. Còn bồi thẩm đoàn, thẩm phán, ông tòa thì khác. Còn luật sư mà ta mở văn phòng luật sư, ta không biết mày đúng hay mày sai, ta nhận hồ sơ mày, ta lấy tiền trước đã, còn cái chuyện thua thắng hay thua đó ta không có bảo đảm. Mình nói vậy đúng không các đồng chí luật sư trong nước? Và mình nói luôn á, đồng những các bạn luật sư ở xứ Mỹ này, nói vậy đúng không? Mình nói thật á, ở đây mình đi thông dịch, mình ra tòa đó, ăn cơm bữa, hồi xưa thì ăn cơm bữa gì đó, đừng có nói luật sư ở đây hả thắng hả tiền hết á. Và tùy theo cái án nữa, cái thưa kiện gì nữa, chứ không phải nói là thưa. Nhận luật sư thì nó nhận hồ sơ thôi, trả tiền á, mày trả tiền tao nhận. Nó vậy đó, mày trả tiền tao nhận, còn thắng là thua á, không bảo đảm. Từ khi mày có, ví dụ bên đây có bạc triệu đi, thì nó bảo đảm. Bên Việt Nam cũng vậy, có bạc tỷ đi, thì nó bảo đảm. Bị gì tại sao? Bị cha con nó trong tòa nó hối lộ nhau á, ở bên đây cũng vậy. Nó hối lộ nhau hết á, nhưng mà ở bên xứ Mỹ này á, nó hối lộ với một cách văn minh. Cách văn minh đó mà người ta không có đọc được. Còn ở trong nước á, mấy đồng chí mà hối lộ mà kiểu mà ấy quá, cho nên người ta mới la. Nói cho quý vị nghe, mỗi ngày quý vị nghe những cái lời mà những cái câu chuyện mà lâu lâu mình cho quý vị biết một cái bí mật bên đây. Rồi cái bạn là Phan Phong có nói là thanh niên đừng có hiếp đáp bà già, tức là cái câu đó thì anh ta nói cũng lặp đi lặp lại hai ba lần trong cái video. Anh ta nói là thanh niên lưng dài vai rộng, tại sao mà để ông hiếp hai ông bà già. Hôm nay anh Phan Phong mình không có nói hai đứa trẻ hay là Ái Vân nữa, hình như là Ái Vân gọi cho Phan Phong nói thôi mày đừng có nhắc tên tao nữa, mày nhắc tên tao còn đồng bào chửi quá tao chịu không nổi. Bây giờ tao phải kêu mày là đừng có nhắc tên tao trong video nữa. Thì vừa qua thì trong một hai cái video này Phan Phong không có nhắc tên chị Ái Vân. Mình thì không bao giờ mà nói gì nặng với chị Ái Vân, mình thì chỉ nói những cái gì mà cái mưu kế mưu đồ của chị Ái Vân thôi. Thì mình thấy được rằng là chị Ái Vân chắc cũng có gọi cho Phan Phong nói thôi mày dẹp giùm tao đi, ông Bá Cường này mày dẹp đi, đừng có nhắc tên gì tao vô hết á, hai đứa con của tao. Thì các bạn thấy đó là chỉ có
chỉ có thằng Phong Phong nó nhắc à, ông bà già cũng chỉ có chỉ nó làm ra, chỉ nó lôi ra, nó nhắc ra mà. Rồi bây giờ nói người ta đừng có nhắc, mày nhắc á, nếu mày muốn người ta đừng nhắc thì mày đừng có nhắc, nếu người ta nếu mày muốn người ta không làm video thì mày đừng có làm video. Trên các video toàn là nó nhắc ra, nó nói không à, tự biên tự diễn không à, đạo diễn mà tự biên tự diễn, đâu ai nhắc gì đâu, đâu ai tự nhiên mà lôi những cái chuyện mà là mấy đứa nhỏ hay là chị Á Vân gì ra nó không à. Những cái video đầu người ta chỉ lấy cái đó để ta làm một cái thí dụ người ta nói, còn nó cứ nhắc lên là người này bôi xấu em nhỏ, rồi người kia bôi xấu chị Ái Vân, rồi bôi xấu bà già, chỉ có nó không à, nó nói không à, tự nó nói, tự nó biên tự nó diễn, không ai nói cái gì các bạn. Rồi nó nói hai ba lần thanh niên ở bên phe Đinh Lan to con, lưng dài vai rộng và sao ăn hiếp vậy, chứ mà bên phe như là thằng bán rau, thằng đó không thanh niên à, mà thằng đó nó còn trẻ hơn mình nữa, có mấy thằng bên đó đó gì đó còn trẻ hơn mình nữa, nó đem là cộng luôn cái thằng Phan Phong thanh niên tụi bay, mình nghĩ tụi nó trẻ hơn mình đó, nó đem hai người đàn bà với đứa bé gái ra, nó sỉ nhục, nó bôi nhọ, nó chà, nó đạp, mà nó không, nó thấy ok, nó thấy chắc được. Còn người ta đem những cái gì phân tích và người ta phơi bày những cái chuyện xấu của ông bà già giáo, không có chửi, không có gì hết á, không có thất lễ gì hết á, mà nó nói là tội nghiệp, ảnh hưởng về tinh thần. Còn người ta chửi, người ta sỉ nhục, người ta đem những cái chuyện xấu rồi chuyện quá khứ của Đinh Lan, tức là cái đám thanh niên của bên bay đó, một cái đám thanh niên mà đè ăn hiếp một cái người con gái mềm yếu, tay chân mềm yếu, và một bà già cũng già sồn rồi, tức là dì Tám đó, một mình một bóng. Thì dì Tám á, thì mình thấy là dì Tám cũng hiền mà, đâu có gì đâu mà phải nói như vậy và làm như vậy. Rồi Linh Lan cũng vậy, đâu có làm gì đụng chạm với tụi nó đâu. Bây giờ nói là hôm qua Phan Phong nói cái chuyện là cũng phải chuyện của mấy người mà làm kênh YouTube của Phan Linh Lan, thì bây giờ mình nói lại nè, cái chuyện này cũng đâu phải là mắc mớ gì tới Phan Phong. Cái chuyện mà ông bà nhà giáo, chuyện Ái Vân cũng không có mắc mớ gì tới Phan Phong hết. Hôm nay là trong video này Phan Phong nói là Phan Phong không phải là cái người mà bên kia mướn. Ok, bây giờ mình người không phải người bên kia mướn gì thì ở đây là mắc mớ tới Phan Phong. Tại sao Phan Phong lên nói mắc mớ gì tới Phan Phong, đúng không? Mắc mớ thằng bán rau. Nếu mà nói vậy được thì mình cũng nói vậy được. Từ phi là Phan Phong bán rau và những cái người kia được mướn bởi ông bà nhà giáo hay là chị Ái Vân đó, thì có thể là mình không nói cái câu này. Nhưng mà bây giờ Phan Phong, hôm nay Phan Phong nói như vậy thì mình nói bây giờ là ông bà nhà giáo và chị Ái Vân cũng không có mắc mớ gì tới Phan Phong, mà tại sao Phan Phong lên Phan Phong bào chữa và Phan Phong chửi lại bên phe này, phải không? Bởi vì lúc mà khi mà mình nói chuyện bất cứ cái về cái vấn đề gì, mình phải nói qua nói lại, mình phải nhìn hai phía, mình phải nhìn mình xem coi mình đúng mình sai chỗ nào rồi mình mới nói người ta, đó mới gọi là cái công bằng, đó mới gọi là justice, ok? Chứ không phải là lên chỉ biết một phe. Bây giờ Phan Phong không có fair play, ok? Không có công bằng, không có bình đẳng. Một đám thanh niên mà đi ăn hiếp một người con gái mà nhỏ bé và mềm yếu như vậy. Thì Phan Phong nói là bên đây là thanh niên lưng dài vai rộng to con mà đi ăn hiếp hai bà già, thì bên Phan Phong nó nhìn đi. Một đám thanh niên, hai thằng trước mắt là thấy hai thằng thanh niên Phan Phong và thằng bán rau đó ăn hiếp Linh Lan, ăn hiếp một cái cô bé mà tay yếu chân mềm. Từ phi Phan Phong lên không công kích Linh Lan, thằng bán rau lên không công kích, không chửi bôi nhọ Linh Lan mà chỉ nói bên cho phe nhà giáo thôi, thì cái đó mình cạn lời. Còn ở đây là một bên một coi như là một cái phía cạnh là bên bà nhà giáo, một phía cạnh là công kích Đinh Lan, công kích Đinh Lan từ trên YouTube cho tới Facebook, còn tạo lập ra những cái nhóm nữa. Mình chưa nói những cái nhóm post và những cái bài viết trên Facebook nha, mình chưa nói tới đó. Vâng, thưa quý bạn, cho em cho mình ngưng tại đây. Cuối tuần chúc quý bạn cho có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.